kính chào quý vị và các bạn. kính mời các bạn xem bản tin kế số 37 vắt dần ra tiền. vào ngày mùng 10 tháng 1 vừa qua, báo chí trong nước cho biết vào năm 2022, PetroliMax, đơn vị phân phối xăng dầu dẫn đầu thị trường đã vượt 25% kế hoạch doanh thu và gấp 6,9 lần chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của năm. ông Đào Nam Hải, tổng giám đốc PetroliMax cho biết tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 300.000 tỷ đồng, tăng 78% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước tính đạt 2068 tỷ đồng, giảm 45%. Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 32.000 tỷ đồng. Tính riêng quý 4 năm 2022, doanh thu của Petroimex đạt 74,22 tỷ đồng, tăng 50% so với quý cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế là 1. 1454 tỷ đồng, tăng 76% và là kết quả cao nhất trong vòng 6 quý trở lại đây. Chắc có lẽ người dân Việt Nam vẫn còn nhớ những vụ thiếu xăng dầu có thể nói là kinh hoàng trên cả miền Nam và lan ra cả miền Bắc vào tháng 11 năm ngoái. Tháng 11 quý 4 của năm 2022 Đây là hình ảnh quý 4 Petrolimax lãi khủng trong khi dân thì thiếu xăng nghiêm trọng. Như vậy khi mà người dân bị đẩy đến khốn cùng vì thiếu xăng dầu, nền kinh tế thì khốn đốn vì cạn năng lượng thì Petroimex, một ông lớn trong ngành xăng dầu Việt Nam, lại có lãi khủng. Đây là một nghịch lý mà báo chí quốc doanh không nói đến trong cùng một bài viết. Vì thế mà Thời báo chấm đã cố gắng tổng hợp lại để cho thấy bức tranh thiếu hụt xăng dầu không phải là vì thiếu mà là bởi các nhóm lợi ích dùng chiêu trò trục lợi trên dân để làm giàu, bỏ mặc nền kinh tế đối diện với nguy cơ mất an ninh năng lượng. Như Thời báo chấm đã đưa tin về tình hình thiếu xăng dầu ở một số nơi dịp trước và trong Tết Nguyên đán vừa qua. Tình trạng bắt đầu từ miền Nam trước Tết rồi lan sang miền Bắc của một số tỉnh ở miền Trung. Nhiều cây xăng đóng cửa không bán. Đây là một nguy cơ nữa đe dọa đời sống của dân sinh. xăng dầu được ví như máu trong cơ thể của nền kinh tế. Cơ thể mà thiếu máu thì sẽ như thế nào, ai cũng biết. Vào ngày 30 tháng 1, báo tuổi trẻ cho biết các cây xăng thông báo hết xăng là vì chiết khấu không đồng nghĩa là với cách tính toán của bộ tài chính, thì các cây xăng không kiếm được đồng nào khi họ bán ra, làm áp, ép người ta không được kiếm lời thì làm sao người ta hoạt động cho được? Tình trạng chiết khấu không đồng này cũng đã từng diễn ra khi các cây xăng đóng cửa vào hồi tháng 11 năm ngoái. Đây là hình ảnh dự báo vào năm 2023, Petronix lãi 3.400 tỷ đồng. Trong khi các cây xăng tư nhân bị ép không có tiền lợi thì Petronix lại lãi khủng. Điều này dẫn đến thắc mắc có phải các doanh nghiệp xăng dầu thuộc nhà nước làm chủ sở hữu đã kiếm lời trên sự thiếu thốn của xã hội, kiếm lời trên sự khó khăn của nền kinh tế hay không? Vậy không phải là vắt dân ra tiền là cái gì đây? Trong bình pháp của tôn tử có 36 kế, tuy nhiên cổ nhân không thể tính toán được người đẩy sau, đặc biệt là những quan chức của nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam lại có thể nghĩ ra một kế mà xưa nay chưa có. Có lẽ nên đặt đó là kế thứ 37 chăng? là kế vắt dân ra tiền. Những kẻ thời xưa hay chờ đợi thiên hạ đại loạn để họ tìm kiếm cơ hội thì có vẻ quan tham của chế độ này vẫn còn đang mang tư tưởng như thế. Nhờ thiên hạ đại loạn do thiếu hụt xăng dầu mà các đại gia thuộc sở hữu nhà nước mới kiếm lợi khủng đến như vậy. Vào năm 2023, Petrolimax được dự báo là sẽ lãi 3.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đầu năm 2023, nhà nước đã quy định chiết khấu không đồng để tước lấy lợi nhuận của các nhà bán lẻ xăng dầu. Tước đi lợi nhuận của nhà bán lẻ càng nhiều thì nhà phân phối xăng dầu lợi càng khủng. Tiền không tự mất đi mà nó chui từ túi người này sang túi người khác. Đây là hình ảnh chiết khấu không đồng là hình thức vắt dân ra tiền. Ở Việt Nam, người dân không có quyền đòi hỏi. Nếu dám xuống đường đòi hỏi quyền lợi thì ông Tô Lâm sẽ xua công an để bắt bớ, đánh đập, rồi chụp mũ, vu cáo người ta cho nên các đại gia quốc doanh mới có cơ hội làm chính sách để chuyển tiền từ túi dân sang túi nhà nước rồi chui vào túi cá nhân như thế. ở đất nước này doanh nghiệp quốc doanh là doanh nghiệp được ưu tiên hơn cả doanh nghiệp tư nhân rất nhiều. bởi chế độ này vốn không phải là của dân do dân và vì dân nhưng nó vẫn thường hô hào mà là chế độ của đảng cộng sản và vì đảng mà thôi. quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .d với bản tin. Kế 37 vắt dần ra tiện Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết Bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.de Để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung khoa Thời báo.de Kính chào quý vị và các bạn Kính mời các bạn xem bản tin Bảo Hùng quần thảo phạm minh chính cho gia cố nhóm lợi ích quân đội chống bão ông Nguyễn Xuân Phúc bị chóc gốc vì bão. Sự việc này như lời cảnh báo với ông Phạm Minh Chính. Làm chính trị giỏi trong chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam không cần phải quản trị giỏi, không cần chính sách hay mà chỉ cần chiến với đồng chí cho thật giỏi. Với đối thủ thấp hơn thì càn quét sao cho họ phải chóc gốc. Với đối thủ mạnh hơn thì phải sự lý đòn để trụ được trước những đòn hiểm của đối phương với trụ thủ tướng đối thủ mạnh hơn chỉ có thể là liên minh tổng bí thư và chủ tịch quốc hội. Ông Phạm Minh Chính đang gặp một cơn bão lớn thực sự bởi những thông tin từ bên trong đưa ra ông Nguyễn Phú Trọng đang chĩa thẳng nòng vào trụ thủ tướng sau khi đã thổi bay trụ chủ, chủ, tịch nước. Đây là hình ảnh bão đang quần thảo. Với bộ ba vụ án như Việt Á, chuyến bay giải cứu và cục đăng kiểm có thể chưa đủ sức để thổi bay được trụ thủ tướng bởi chủ thủ tướng cứng cáp hơn trụ chủ tịch nước rất nhiều Tuy nhiên, việc ông Phúc bị chốc gốc là dấu hiệu cho bão có thể mạnh lên trong năm 2023 Ở bản tin trước đây, tờ Thể báo D đã phân tích cho thấy Ông Phạm Minh Chính đã gặp gỡ Phan Văn Giang rất nhiều lần Sau khi Quốc hội họp bất thường phế chuất ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 18 tháng 1 vừa qua Thì tần suất gặp ông Phan Văn Giang ngày một thêm nhiều bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chính là yếu tố quyết định cán cân chính trị. Không phải ngẫu nhiên mà bà Nhàn biết trước được lệnh khởi tố để có thể đào tẩu cùng rất nhiều cộng sự của mình. Phải có nguyên tin mật báo cho bà biết trước từ rất lâu. Điều đáng nói là không chỉ riêng bà Nhàn trốn đến nước ngoài mà còn có 6 nhân vật khác liên quan cũng trốn đi thành công. Người ta nghi ngờ những nhân vật mà bà Nhàn tổ chức cho trốn chạy tập thể ấy có liên quan đến phần chìm trong vụ án IEC đó là những hợp đồng mua vũ khí hàng tỷ đô la với những tài khoản và những lãi quả phần trăm rất lớn cho những người có chức vụ trong bộ quốc phòng. Ông phạm minh chính và ông nguyễn phú trọng đang tranh chấp ảnh hưởng tại bộ quốc phòng theo hai hướng khác nhau. ông nguyễn phú trọng dựa vào những hứa hẹn thăng cấp trong đảng và tư tưởng cộng sản thuần khiết, còn ông phạm minh chính thì gây ảnh hưởng tại bộ quốc phòng theo cách y hệt như ông nguyễn tấn dũng trước đây đã từng làm. đó là tạo điều kiện để phe cánh hưởng được những lợi ích kinh tế. Đây là hình ảnh Bộ Quốc phòng là nơi trú ngụ nhiều nhóm lợi ích lớn. Về ban phát quyền lực thì ông Phạm Minh Chính cũng có thể ban nhưng hạn chế hơn ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Chính chỉ có tác động đến cấp ngoài Ủy viên Trung ương Đảng, còn những vị trí như Ủy viên Trung ương Đảng thì ông Trọng có tác động lớn hơn. Một sĩ quan quân đội cho Thời báo chấm đê biết rằng lợi ích của Ủy viên Trung ương Đảng trong quân đội lớn hơn người ngoài của Trung ương Đảng. Người ngoài Trung ương Đảng không bao giờ có thể với tới những vị trí như thứ trưởng hay một số vị trí quan trọng khác đầy bổng lộc và có cơ hội kiếm tiền rất lớn. Như vậy, ông Trọng thì có công cụ ban chức, ông Phạm Minh Chính thì có công cụ ban về lợi ích kinh tế. Vậy nên ảnh hưởng của cả hai người này trong quân đội là 50-50, nó khá cân bằng. Tối 29 tháng 1 tại Sài Gòn, ông Phạm Minh Chính đã dự lễ phát lệnh xuất khẩu những container đầu xuân quý mão 2023 tại cảng Cát Lái thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn Quân chủng Hải quân. Ông Chính đã đặt vấn đề với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc xây dựng một tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và dịch vụ logistics tức là dịch vụ vận chuyển, vận tải, xây dựng một thương hiệu uy tín, chất lượng toàn cầu. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân của Việt Nam. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là một doanh nghiệp quân đội trực thuộc Quân chủng Hải quân, mà quân chủng này là đơn vị từng đề xuất dự án 6 tàu ngầm Kilo và dự án đã được thực hiện. Tham gia vào quá trình thực hiện dự án này, ông Nguyễn Tân Dũng và Nguyễn Chí Vịnh có vai trò rất lớn. Thông tin từ bên trong cho biết, binh chủng này xưa thuộc nhóm lợi ích của Nguyễn Tân Dũng và nay chuyển sang nhóm lợi ích của Phạm Minh Chính. Việc phát triển doanh nghiệp quân đội mang tính quy mô, bề ngoài là mang lợi ích về kinh tế cho bộ quốc phòng, nhưng bên trong là những con đường dọn dẹp sẵn cho cánh thân hữu sẽ nhảy vào giành phần. Một khi đã nhận được bổng lộc ban phát, thì những con người dính líu tự nhiên sẽ bị ràng buộc vào nhóm lợi ích này. Ngoài ra, nhóm lợi ích sẽ còn có thể dùng tiền để mở rộng sức mạnh trong nhóm thêm nhiều hơn nữa. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Bão Hùng Chính trường Quân Thảo Thủ tướng Chính phủ cho gia cố nhóm lợi ích quân đội để chống bão Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm